Thông tin ban đầu, anh DVH, 30 tuổi, quê ở An Giang cho biết anh cùng vợ thuê phòng trọ trên đường Võ Thị Hồi, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Anh H làm nghề tự do, vợ làm công ty. Sáng ngày 11 tháng 6, khi ngủ dậy thì phát hiện xe máy của mình để trong phòng trọ đã mất. Tại cửa phòng trọ xuất hiện đôi dép lạ, nghi là của kẻ gian để lại. Qua trích xuất camera, công an huyện Bình Chánh phát hiện lúc 3 giờ 25 phút sáng ngày 11 tháng 6, có hai nam thanh niên chở nhau trên xe máy chạy vào khu trọ nơi anh H ở. Không lâu sau, chiếc xe máy của anh bị một người lấy từ phòng trọ đưa ra ngoài đường và được người còn lại ngồi trên xe dùng chân đẩy đi. Tôi có dắt xe vô phòng rồi tắm rửa ăn cơm này kia rồi tôi mới mệt quá tôi nằm. Nằm thì dắt xe vô phòng cũng vẫn để cửa chứ không có khóa. Vô tình là mình coi lại cam là lúc đó là 3 giờ 34 phút thì có hai thanh niên vô trong nhà rồi đấy dắt chiếc xe ra đi. Mà coi lại cam lúc đó thì đi ra hướng ngoài đường bên ngoài. Trong khi đó là có hai vợ chồng tôi ngủ nhưng mà điện thoại cũng kế bên không lấy nhưng mà còn để lại hiện trường còn đôi dép nữa. Theo anh H, chiếc xe bị trộm lấy mất mua trả góp hơn 50 triệu đồng, đồng thời là phương tiện duy nhất để di chuyển. Hiện công an đã lập hồ sơ, trích xuất dữ liệu camera, truy xét, làm rõ vụ việc.